thay chế vẫn thử thay nè. Chỉ có thay chế thôi. Đây anh em nhá, xe RSX này này, xe ăn xăng rất là nhiều này này. Đấy, mà nó thừa chế này, nó bị trào chế kia này. Cái này thì họ đã rửa chế xong rồi nhá. Đây chủ máy vừa kể này, vừa rửa chế này, căn lại hết này không được rồi. Đấy vừa vẫn trào xăng kia. Bây giờ chủ xe yêu cầu là thay luôn. Đã không căn chỉnh gì đâu mà không rửa nữa, rửa cũng thế thôi mà đi được một thời gian nó vẫn xuống. Cái này thì phao kim ba cạnh nó hỏng rồi các bạn ạ. Đấy. Mà đi rất là yếu yếu máy nữa, hụt kiểu dạng hụt ga ấy. Đấy tình trạng như thế là nó đi cũng dư xăng. Đi nó ăn xăng nhiều lắm anh em ạ, căn không hết được. Bây giờ mình sẽ quyết định là thay theo yêu cầu của chủ xe nhá. Căn không được rồi. Bây giờ các bạn tháo yếm ra nhá. Tháo tất cả yếm ra. Sao ru ru rồi sang là khe sẽ mà chưa đã mà trang này chả sao chả mà rồi đi. Chưa mà khai nữa cái dân mi hai. Đủ kiểu nè. Khá là mà khai ăn vả là nó nổi và lắp pin sáng cho nó ăn xịt tí cho khai sẽ bà ăn để bà tinh bà tiên bà nhiên bà ta bà chế sẽ quên bị mệt à ô ý gì đấy khác mà khai nữa giảm đi nó ăn miếng nó ăn hơn nước thật ra ơi มันมาขายก๋วยเตี๋ยวชื่อนานาชื่อฮือลงคือลาวจะไปเอาไปได้บ่ได้เอ้าก๋วยกุ้งมาไม่ได้ไปบ่าวตกไอ้ลูกไอ้ลูกไปบ้านมึงมากินเท่านั้นน่ะว่าอะไรนี่โดสั่งจัดหัวโอ้อย่าไปว่าโอ้ว่าใช่เอาแต่ลาวควายเป็นดีลาวมันก่อยจังป้าป้าว่างปู่จ้าชั่วไปที่ไปกินไปว่าวางลายโดสั่งใช้ดีล่ะเปลี่ยนเลย chế mấy phần trăm nó phạt mà bốn người soi thôi có năm cái nhiều người xem thì nhà nước khắc cấp thì... À, không phải là ăn lúc nào cũng ăn dễ đâu. Yếm thứ ba. Cái cổ như thế này sẽ đi. Mình đâu sang gì đồ hả tỏi tỏi. Cổ gì? Xe đi. Xe 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 từ đây trao đến đây thì mới trăm cây 200 thôi từ đây trao đến đây 2 cây 200 chứ hơn đấy mình đi vào trong Điện Biên lên trên Hua Thanh kia lên 70 cây rồi đây thì... gần 80 đấy giờ chỗ bến xe mới bây giờ đến kia 80 cây rồi cây thì về đây lên lên một lai thì có đấy bây giờ mình đã rút là chế cú ra rồi nhá chế cú bán lại con ta cả thế chi mà luôn đi đốt chuột hùa lên pin là thay nè lên nó phải tới bổ hùa nè thay khảo được nè nó phải tới bổ nó xin ba lìa nè chắc chắc mà nào à ôi cắm sáng như thật hà luôn mà à biết đây
Giờ các bạn lựa vào thôi. Ngon khẩu. Khẩu. Ngon này, sao ngon. Ngon khẩu. Rồi bây giờ các bạn rút dây nào ra thì các bạn cắm vào nhé. Vòi mới này các bạn rút ra. Đây dùng được vòi cũ của nó này. Xếp cái điếu này con tổng đi. Rồi, bây giờ các bạn lắp vào nha. Đấy được rồi. Như thế các bạn lắp vội yếm vào nhá. Đấy,